Kính chào quý vị, Phương Thủy rất vinh dự khi luôn được đồng hành cùng với quý vị để đón xem bản tin thời sự trên kênh Tin Mới. Bản tin cập nhật những tin tức nóng nhất, chính xác nhất về tình hình an ninh trật tự đã diễn ra trong ngày. Và ngay sau đây là những tin chính có trong chương trình. Tại sao báo chí nước ngoài lại sốc khi thấy toàn cảnh sân bay Long Thành lớn nhất Việt Nam? Xin chào các bạn khán giả của Tin Mới. Trước khi đến với những nội dung chính của video ngày hôm nay, các bạn nhớ nhấn đăng ký kênh và bật chuông ở chế độ thông báo để không bỏ lỡ video mới nhất nào của kênh Tin nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Các bạn thân mến, chúng ta vừa hưởng những ngày Tết cổ truyền năm 2023, chung vui cùng gia đình và người thân, nhưng các nhà thầu vẫn huy động tối đa máy móc, thiết bị, kỹ sư và công nhân thi công trên đại công trường sân bay Long Thành trong những ngày nghỉ Tết Nguyên đán 2023. Tranh thủ điều kiện thời tiết khô ráo, các nhà thầu sẽ đẩy nhanh tiến độ kịp đầu năm 2023 nhằm nâng cao khối lượng đào đắp và tinh thần đặt chất lượng lên hàng đầu. Ít ai biết rằng, những ngày nghỉ Tết, công trường sân bay Long Thành vẫn nhộn nhịp các phương tiện thi công, đảm bảo công tác đào đắp đất bình quân 200.000 đến 250.000 mét khối ngày đêm. Hầu hết kỹ sư công nhân làm việc tại sân bay Long Thành quê ở các tỉnh miền Bắc, miền Trung. Những ngày Tết, ai cũng muốn về sum họp với gia đình. Tuy nhiên, để đảm bảo dự án không bị gián đoạn, nhà thầu vẫn tổ chức thi công xuyên Tết. Sân bay Long Thành với công suất thiết kế 100 triệu hành khách một năm, được xây dựng trên diện tích 5.000 ha, dự kiến năm 2025 đi vào khai thác giai đoạn 1. Vậy sân bay Long Thành có tầm cỡ và nó đã giúp Việt Nam giải quyết vấn đề giao thông hàng không nổi cộng ra sao? Hãy cùng Tin Mới tìm hiểu ngay bây giờ nhé! Thưa các bạn, mới đây trên tạp chí công nghệ xây dựng hiện đại Redline của Nga đã có bài viết chú ý tới những điểm sáng trong thiết kế xây dựng và giá trị của sân bay Long Thành Việt Nam. Theo đó, bài viết cho rằng công trình sân bay Long Thành có quy mô lớn nhất Việt Nam. Việt Nam nói chung ngày càng phát triển mạnh hơn về kinh tế xã hội. Cảng hàng không cũng đồng thời đáp ứng tốt hơn việc đi lại của các phương tiện vận tải hàng hóa từ các khu vực nội địa và quốc tế, tạo nên hướng giao thông ngoại vi phía Bắc rất hiện đại. Công trình có thiết kế hiện đại đẹp mắt mà vẫn đáp ứng quy mô quốc tế trên thế giới này, đã giải quyết rất tốt giao thông hàng không của Việt Nam. Nếu so sánh trên thế giới như Trung Quốc, sân bay quốc tế Bắc Kinh Đại Hưng đã chính thức vận hành giai đoạn 1 từ tháng 9 năm 2015. Quận Đại Hưng, nơi sở hữu sân bay này, tập trung tới 8 khu công nghiệp quy mô cấp quốc gia của Bắc Kinh, riêng với sân bay Incheon, Hàn Quốc. Tuy khu vực thương mại tự do Incheon chỉ cách sân bay tầm 20 km, nhưng vẫn có rất nhiều các doanh nghiệp logistics và kho bãi tập trung xung quanh sân bay này. Tiếp giáp sân bay và khu vực phụ trợ là các thị trấn và khu dân cư, các đô thị mới, các khu tái định cư còn gọi là vùng 2, vùng 3 và vùng 4 là nơi phát triển dịch vụ thương mại và vui chơi giải trí, còn lại vùng 5 là mảng xanh dự trữ phát triển nông, lâm nghiệp và an ninh quốc phòng. Sân bay quốc tế Long Thành tại tỉnh Đồng Nai với diện tích hơn 5.000 ha cũng được quy hoạch bài bản dựa theo mô hình chuẩn này. Theo kế hoạch, vùng 1 có bán kính 5-10 km so với sân bay được quy hoạch thành khu chức năng hỗ trợ, các kho trung chuyển dịch vụ logistics. Lợi thế kinh tế đến từ sân bay sẽ được tận dụng tối đa bởi huyện Long Thành đang có 5 khu công nghiệp, ngoài ra còn có 25 khu công nghiệp trên địa bàn và hàng chục khu công nghiệp giáp danh ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa Vũng Tàu và Bình Dương. Có thể nói, thập niên 2010 đến năm 2020 là giai đoạn mà giao thông hàng không Việt Nam có nhiều chuyển biến nhất do nền kinh tế phát triển không ngừng. Quy mô dân số tăng đều đặn qua từng năm, thu nhập bình quân đầu người thay đổi khiến số lượng phương tiện cũng vì thế mà tăng theo. Ở chiều hướng tích cực thì đã có sự tăng trưởng đáng mừng của đất nước nói chung và vị thế Việt Nam trên thế giới nói riêng. Nhưng việc kinh tế phát triển cũng kéo những vấn nạn, trong đó có nạn quá tải sân bay hàng không do quy hoạch và tốc độ triển khai xây dựng cơ sở hạ tầng không theo kịp với sự phát triển kinh tế. Với sự thống kê của báo, sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất hiện là sân bay quốc tế duy nhất phục vụ vùng đô thị thành phố. Thành phố Hồ Chí Minh theo quy hoạch là vùng kinh tế năng động nhất cả nước, với dân số vùng đô thị này dự kiến đạt 20-22 triệu người vào năm 2023, tỷ lệ dân thành thị dự kiến khoảng 77% tổng dân số. Sân bay Tân Sơn Nhất vốn được xây dựng trong chiến tranh Việt Nam nhằm mục đích phục vụ cho các hoạt động dân sự và quân sự. Vị trí sân bay Tân Sơn Nhất nằm trong khu vực nội đô vốn đông đúc và chật trội, do đó khả năng mở rộng và đảm bảo an toàn bay là rất hạn chế và khó khăn.
Chưa kể tiếng ồn của các chuyến bay nơi đây sẽ khiến cuộc sống của người dân quanh đó bị ảnh hưởng. Trong khi đó, số lượng khách quốc tế đến Việt Nam lại tăng nhanh qua từng năm. Mức tăng trưởng lượng khách vào khoảng 15-20% trung bình mỗi năm vào thị trường hàng không quốc nội đầy tiềm năng. Dân số Việt Nam là hơn 89 triệu dân. Theo báo cáo của CIA, nhưng chưa đến 20% người dân đi lại bằng đường hàng không. Ngoài ra, chính phủ Việt Nam nhận thấy rằng cần phải có một sân bay với quy mô lớn nhằm cạnh tranh kinh tế với các cảng hàng không trung chuyển lớn khác trong khu vực Đông Nam Á nói riêng và châu Á nói chung. Vì thế, ý tưởng về một sân bay mới được ra đời nhằm thúc đẩy kinh tế vùng Nam Bộ và cả nước. Công suất tối đa của sân bay Tân Sơn Nhất khoảng 25 triệu lượt khách mỗi năm. Nhưng kể từ năm 2010, trong những đợt cao điểm như Tết Nguyên đán hay nghỉ lễ, số lượt chuyến mỗi ngày đã vượt quá khả năng tiếp nhận 400 lượt chuyến mỗi ngày. Năm 2015, sân bay này đã phục vụ 26,5 triệu lượt khách một năm. Năm 2016, đạt mức 30 triệu hành khách năm. Tốc độ tăng trưởng lượng khách trên 18% đến 20% mỗi năm. Điều này cũng dễ hiểu thôi, đô thị nào cũng vậy, không chỉ riêng thành phố Hồ Chí Minh mà các thành phố trên cả nước và cả nước ngoài đều gặp phải điều tương tự trong quá trình phát triển. Theo quy hoạch tổng thể, sau khi hoàn thành sân bay này, có 4 đường cất hạ cánh đạt tiêu chuẩn quốc tế mới nhất, dài 4.000m, rộng 60m, có thể phục vụ các loại máy bay 2 tầng khổng lồ như Airbus A380, Boeing 747-8. Có 4 nhà ga rộng lớn và hiện đại có công suất tổng cộng phục vụ 100 triệu khách trên năm. Nhà ga hàng hóa công suất 5 triệu tấn một năm. Diện tích đất quanh sân bay vào khoảng 25.000 ha. Trong đó, diện tích sân bay quốc tế Long Thành vào khoảng 5.200. Và theo kế hoạch thì sân bay Long Thành sẽ là một cảng trung chuyển hàng không của Việt Nam và quốc tế. Sân bay Long Thành sẽ là một sân bay cấp 4, mức cao nhất hoặc cao hơn theo tiêu chuẩn của CEO. Có thể thấy, độ khủng và sự đô sộ của sân bay Long Thành. Nếu theo thống kê của tờ báo này, sân bay Istanbul đã vận hành từ năm 2019, có mức đầu tư khoảng 12 tỷ đô la Mỹ, phục vụ 90 triệu lượt hành khách. Còn sân bay Frankfurt cũng đang trong quá trình mở rộng với chi phí đầu tư là 4,5 tỷ đô la Mỹ cho 21 triệu lượt khách một năm. Sân bay Incheon khi hoàn tất nhà ga số 2 vào năm 2018 có mức đầu tư rơi vào 4,3 tỷ đô la Mỹ với công suất 18 triệu lượt khách một năm. Sân bay Bắc Kinh Đại Hương vốn đầu tư ở mức 17 tỷ đô la Mỹ với 7 đường băng, công suất 72 triệu hành khách và 4 triệu tấn hàng hóa một năm, dự kiến đạt 1 triệu hành khách một năm vào năm 2025. Với sân bay Long Thành, theo kế hoạch, quá trình xây dựng sẽ có 4 đường băng được chia làm 3 giai đoạn với vốn đầu tư khoảng 16 tỷ đô la Mỹ. Ở giai đoạn 1, dự án 2020 đến năm 2025 với kinh phí đầu tư khoảng 5,5 tỷ đô la Mỹ, sân bay Long Thành dự kiến đạt 25 triệu hành khách một năm và 1,2 triệu tấn hàng hóa một năm. Sân bay Long Thành với sự đồng bộ trong quy hoạch hứa hẹn thúc đẩy tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ ở Đồng Nai. Đặc biệt, sự tăng trưởng thứ cấp do sân bay mang lại trong dài hạn từ phát triển dịch vụ đô thị, công nghiệp còn lớn hơn nữa. Việc này sẽ mang lại lợi ích lớn cho quốc gia và là động lực phát triển của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Nhận thấy Việt Nam cần phải có một sân bay quy mô lớn nhằm cạnh tranh với các sân bay lớn khác trên quốc tế và khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Đồng Nai là một vị trí khá thuận lợi, chính phủ Việt Nam đã định hướng sân bay Long Thành sẽ là một cảng trung chuyển hàng không và là thủ phủ hàng không của cả nước cũng như trên quốc tế, nhằm phục vụ mục đích thu hút khách quá cảnh và các chuyến bay trung chuyển tại đây để thu lợi về kinh tế. Ngoài ra, tại đây sẽ là khu trung tâm dịch vụ hàng không trên quốc tế. Với nhiều dịch vụ như cung ứng xăng dầu, bảo trì, nâng cấp, sửa chữa máy bay cho các hãng hàng không trong nước và quốc tế, do đó khả năng đóng góp phát triển kinh tế của sân bay Long Thành là rất lớn. Theo nghiên cứu của hãng tư vấn Hansen Partnership của Úc, thì sân bay Long Thành sẽ đóng góp được 3,5% GDP cả nước. Khi sân bay Long Thành đi vào hoạt động thì sẽ đảm nhiệm 80% tổng lượng khách quốc tế, tính luôn cả khách quá cảnh trên các chuyến bay quốc tế và 20% khách quốc nội. Trong khi đó, sân bay Tân Sơn Nhất sẽ chủ yếu phục vụ các chuyến bay quốc nội với việc đảm nhận 80% quốc nội và 20% khách quốc tế, nhưng không đảm nhận các chuyến bay trung chuyển cũng như khách quá cảnh trên các chuyến bay quốc tế. Với thiết kế LT03, hình ảnh bông sen cách điệu được tác giả đưa và sử dụng xuyên suốt trong quá trình thiết kế mái, phối cảnh mặt chính nhà ga, nội thất, khu vực quầy làm thủ tục. Bên cạnh đó, khu vực nhà để xe ngoài trời, trên mái sử dụng làm công viên cây xanh kết hợp với hồ nước lớn tại vị trí trung tâm, cũng lấy ý tưởng hoa sen làm điểm nhấn cho khu vực này. Phương án bố trí mái sảnh chính với độ vươn lớn.
Ngoài ra, việc bố trí mái nhỏ tại khu vực cầu cạn tương đối hài hòa, giống như những lớp xếp của bông hoa sen, mang lại cho du khách quốc tế một cảm nhận ban đầu ấn tượng, lưu giữ về hình ảnh của quốc hoa Việt Nam. Công ty Harim Architect and Partner Company Limited Hàn Quốc là đơn vị thiết kế. Công ty này cũng thiết kế nhiều nhà ga lớn như nhà ga hành khách T2 sân bay Incheon Hàn Quốc, sân vận động Olympic Baku, tòa tháp Gangnam, trung tâm nghiên cứu và phát triển ở Gangnam, Hàn Quốc. Cảng hàng không quốc tế Long Thành là một trong 16 dự án cảng hàng không sân bay được mong chờ nhất thế giới, được kỳ vọng trở thành một điểm trung chuyển hàng không quốc tế và khu vực trong tương lai. Theo quy hoạch của địa phương, đến năm 2040 sẽ phát triển khu vực Long Thành thành trung tâm hàng không với 3 đô thị vệ tinh tầm cỡ. Hiện nay, các sân bay được phát triển lên mức như một đô thị thu nhỏ, được xây dựng ngay gần hoặc kết nối với thành phố bằng những phương tiện công cộng hiện đại, tốc độ cao đang là xu hướng nổi bật trong quy hoạch xây dựng sân bay của các nước trên thế giới. Hàng loạt các thành phố sân bay, đô thị sân bay đang được hình thành tại nhiều nước như Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Singapore, Thổ Nhĩ Kỳ, Hà Lan. Việt Nam được ICAO đánh giá là một trong những thị trường hàng không phát triển tốt nhất khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Nhu cầu vận chuyển hành khách cũng như hàng hóa qua đường hàng không thời gian qua tăng mạnh, trong khi hạ tầng còn chưa đáp ứng. Đây là điểm nghẽn trong phát triển kinh tế, gây ảnh hưởng tới môi trường đầu tư của Việt Nam. Các cảng hàng không đều cơ bản vượt công suất, nên các sân bay Tân Sơn Nhất, Nội Bài luôn quá tải, thiếu chỗ đậu bay, làm mất đi cơ hội phát triển thị trường hàng không cũng như cơ hội đưa các nhà đầu tư quốc tế tới Việt Nam. Sân bay có vị trí thuận lợi, được đầu tư công nghệ hiện đại và có thể tiếp nhận các máy bay lớn, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển các đường bay trong và quốc tế. Sân bay kết nối Việt Nam với các nước trong khu vực và toàn thế giới, khắc phục tình trạng quá tải của sân bay Tân Sơn Nhất, đáp ứng nhu cầu di chuyển của hành khách, mở ra cơ hội cạnh tranh với các sân bay trong khu vực, đưa Việt Nam nâng tầm quốc tế. Các bạn nghĩ sao về công trình cảng hàng không Long Thành với tổng mức đầu tư lên tới 336.630 tỷ đồng này? Hãy để lại ý kiến bên dưới video trong phần bình luận để cùng thảo luận với tin mới nhé. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video của chúng tôi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo. Vừa rồi là những thông tin mới nhất mà chúng tôi mới cập nhật. Quý vị và các bạn cũng đừng quên đăng ký kênh và ấn vào nút chuông để nhận những thông tin mới nhất về video của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo của chương trình.